Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình giới thiệu cho anh em một cái dòng máy cắt đá của hãng Desa, giá khá là rẻ luôn anh em. Cái thương hiệu của Desa thực sự khá là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam rồi, nhưng mà cái mắt đá này nó bán chỉ có 730.000 thôi. 730.000 cho cái dòng này anh em, quá rẻ. Cái máy này có công suất là 1200W, tốc độ quay 13.000 vòng phút, đĩa là 110mm. Cái dòng là dòng cắt đá anh em á, nhiều anh em dùng cái máy này để cắt gỗ thì thực sự không có đúng. Mình giải thích không đúng như thế này. Thông thường cái máy cắt gỗ anh em là cái tốc độ quay nó chỉ có đâu đó khoảng 5.500 trở xuống thôi, khoảng cao đó. Còn cái máy cắt đá mình nó quay tới 13.000 vòng một phút. Do vậy khi anh em mà gắn cái lưỡi cắt gỗ vô trong đây nè, chúng ta cắt á thì chúng ta nên gắn cái lưỡi nó thưa ra. Nhiều anh em gắn vô đây á, gắn cái lưỡi nó khích lại, tốc độ quay nhanh nó rất là nóng anh em, thoát không kịp, nóng cực kỳ và nó cháy, nó kẹt lưỡi luôn á. Trường hợp đó vẫn có rồi. Thì nhiều anh em ở Việt Nam ta xài gọi là xài chung thôi, chứ thực sự đúng tên gọi của nó là máy cắt đá anh em ha. Đó, máy cắt đá AZE110, đó là cái thông số của nó, giá chỉ có 730.000 cho con máy thôi, quá trời rẻ luôn, rẻ mà trang bị đủ phụ kiện, đủ đồ luôn anh em ha. Trang bị một cái ống nước nè, một cái vòi nước anh em, một cái gạch chỗ than nè, nha. Cái vòi nước ở đây nè, chúng ta gắn ở trong đây ha. Rồi một cái gạch chỗ than dự phòng ha, một cái nắp đầu để gắn vô bình xịt đó anh em. Rồi những cái bát nè, ha, cái bát này để kẹp cái vòi nước. Rồi cái đồ cử để mở lưỡi nè. Đủ đồ hết anh em ha. Đó, ống nước. Rồi. Hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hành và chúng ta kèm theo chúng ta một cái lưỡi cắt đá luôn. Riêng cái dòng Desa này nó cho chúng ta một cái lưỡi nha. Những dòng khác thì không. Rồi, hết rồi. Wow, cái máy rất là đẹp anh em. Đây. Cái máy này thì nó sẽ không có chế độ nghiêng 45 độ ha. Thì thông thường cắt đá chúng ta cắt thẳng nè, dầu này dầu máy cắt thẳng. Nó siết nó vô nha. Đó, có chỉnh lên xuống như nè, hai chỉnh cái khoảng lưỡi. Cái mẫu này nó làm đẹp lắm anh em, làm cái mâm trước với cái tay cầm khá là đẹp luôn. Mà giá khá là mềm ha, đó. Đẹp cực kỳ. Desa 1200W, giá chỉ có 730.000 thôi. Tay cầm thiết kế là nhám ha, chúng ta cầm là nó chắc. Này có khóa như đây nè, hay bấm vô ta giữ lại là nó cứng lại anh em. Đó. Ok ha. 730.000 cho cái máy này, hai chỗ than nằm rền ngoài. Cái mâm này thiết kế cũng đẹp à. Sơn tĩnh điện thôi. Nó sơn thôi chứ nó không có làm như mấy thằng trước nó làm bằng nhôm rất là đẹp. Hay dòng Desa thì nó phần nó theo cái mẫu như thế này. Dây rất là cứng cáp anh em ha. Dây của Desa cứng cáp cực kỳ. Đây mình sẽ cắm điện cho anh em nghe nha. Đây. Thì anh em biết cái dòng mà cắt đá tốc độ quay tới 13.000 vòng phút ha, nên những cái máy đa phần nó phải ồ vậy đó, chứ không thể nào mà nó êm được. Không có máy mà tốc độ quay 13.000 vòng mà nó êm được anh em. Như cái dòng Desa thì nó hơi lớn người ta hơn một chút. Thì mình bán hàng cũng công nhận cái dòng Desa lớn hơn những hãng khác một chút. Nhưng mà căn bản nó vẫn rất là bền anh em á. Đó, chỉ có 730.000 cho con máy cắt đá này. Có máy là AZE110. Rồi, ok ha, anh em có nhu cầu thì có thể ghé cái hàng mình mua, hàng này có sẵn luôn, giá khá là mềm, 730.000 thôi. Cái này Desa nó giảm dữ lắm anh em, giảm mà mình hết hồn luôn. Thì anh em thấy những cái giá mà có mình đưa ra anh em Desa đó, thì thực sự giá khá là mềm so với thời điểm trước ha. Những anh em nào ấy là anh em đã biết, giá khá là mềm luôn. Sao ta, vậy nha. Đó.
Rồi ok ha, anh em có nhu cầu mua cái máy cắt đá giá rẻ này thì cái hàng mình mua đó, tặng thêm cái lưỡi nữa. Lưỡi này anh em ra ngoài mua thì chắc bèo bèo cũng có 50.000 ha, chứ đâu có rẻ. 730.000 mà cho một đống những cái phụ kiện kèm theo không thiếu cái gì luôn, rồi cho thêm cái lưỡi nữa, tính ra con này nó còn khá là mềm anh em ha. Hàng chính hãng của DC bảo hành chúng ta 6 tháng cho con này nha. Rồi này chỉ cắt thẳng thôi, không có nghiêng 45 độ anh em ha, không nghiêng. Đó, đa phần người ta đem con này cắt sờ gồ được hay lưỡi cắt gỗ cũng cắt được đó. Rồi ok, anh em nhu cầu mua con máy đá thì cái hàng mua hàng này có sẵn nha, giá 730.000 giá từ cửa hàng chưa bao gồm ship. Ok ha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.